Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt. Hôm nay chúng ta cũng quanh quẩn Hồ Xuân Hương và chúng ta nhìn thấy trước mặt chúng ta là một vườn hoa thành phố Đà Lạt. Cái cổng chào vườn hoa thành phố Đà Lạt được làm bằng những cái chậu hoa người ta chất lên. Đây, chúng ta đứng từ xa, chúng ta quan sát đến cái cổng vườn hoa thành phố Đà Lạt. Nó nằm gần cuối Hồ Xuân Hương, nó cũng có đường vòng Hồ Xuân Hương. Đó, trước mặt vườn hoa là Hồ Xuân Hương và có một con rồng. Chúng ta nhìn thấy không? Hôm nay thì du khách rất ít, vào ngày giữa tuần thì du khách rất ít. Vườn hoa thành phố Đà Lạt thì được hình thành rất là lâu rồi và trong đó có rất là nhiều hoa. Chúng ta có thể vào đó tham quan cái vườn hoa Đà Lạt và thành phố ngàn hoa thì lúc nào vườn hoa cũng rất là nhiều hoa. Và xung quanh chúng ta thấy là ở bên ngoài người ta cũng trồng rất là nhiều hoa, người ta tạo nên những cái tiểu cảnh xung quanh cái vườn hoa. Chúng ta không vào trong vườn hoa, chúng ta đứng ngoài chụp hình cũng rất là đẹp. Nên các bạn nếu ghé Đà Lạt chơi thì nên tham quan thành phố Đà Lạt và tham quan vườn hoa thành phố Đà Lạt. Vì Đà Lạt được mệnh danh là thành phố hoa mà, chúng ta lên Đà Lạt mà không tham quan vườn hoa thì hơi là tiếc. Nếu các bạn nào yêu hoa thì các bạn có thể được ghé đến vườn hoa thành phố Đà Lạt để chúng ta tham quan và ngắm những cái hoa, rất là nhiều loại hoa ở trong vườn hoa. Bây giờ chúng ta đi gần lại vườn hoa, chúng ta sẽ thấy này, vào bên trong vườn hoa thì có những cái hội thi hoa lan năm nào cũng tổ chức. Đây là những cái hoa người ta làm tiểu cảnh và bên quay chút em hoa hay cổng vàng ra vào. Và chúng ta hãy tìm hiểu xem thử vào vườn hoa thì sẽ quay như thế nào. Thiệu với vườn hoa tí. Bây giờ tôi có thể cho các bạn thấy nè, ở bên trái quay được không em? Của vườn hoa là một cái sơ đồ của vườn hoa. Chúng ta trước khi tham quan ta nhìn vào sơ đồ để chúng ta có thể đi vào trong đó tham quan. Tham quan cái vườn hoa thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái hoa mà ví dụ như chúng ta muốn đừng quay đây thôi. Thích hoa nào thì chúng ta tới xem cái chỗ mà ở bên ngoài cổng đấy, ở ngay ngoài bên cổng thì nó có một cái sơ đồ hướng dẫn. Chút nữa các bạn sẽ thấy cái sơ đồ hướng dẫn cái vườn hoa đó là như thế nào. Hôm nay thì vườn hoa rất là vắng khách. Và bên cạnh cái sơ đồ đó thì chúng ta sẽ thấy một cái quầy bản vẽ để đi vào xem trong vườn hoa. Thì cái quầy bản vẽ này hôm nay cũng rất là vắng. Vẽ vào trong cổng của vườn hoa vào có thể chúng ta quay phim chụp hình hay chụp hình đều được cả. Đây, trước mặt chúng ta là một cái cổng vào trong vườn hoa. Lúc này bên cạnh vườn hoa người ta sẽ làm thêm một cái hội chợ ẩm thực ban đêm của Đà Lạt. Các gian hàng ẩm thực ban đêm Đà Lạt là bên cạnh của vườn hoa. Đây là quầy bản vẽ. Quầy bản vẽ chúng ta hãy xem thử như thế nào. Đây, rồi trước mặt các bạn là quầy bản vẽ và phía bên trong này nè, cho các bạn thấy nè, đây là nội quy của cái chợ đêm. Đây là sơ đồ của vườn hoa. Chúng ta có thể vào trong đây, trước khi vào chúng ta hãy tham quan cái sơ đồ này trước để chúng ta đi không bỡ ngỡ. Chúng ta nhìn cái sơ đồ không, phát triển của vườn hoa. Đây, sơ đồ của vườn hoa rất là rộng, đi sâu vào trong nữa. Nếu các bạn muốn tham quan hết những cái phần nào ở trong này thì các bạn nên coi cái sơ đồ này, chúng ta đi nó không có bị lạc lõng, mà không có bị mất cái thời gian của chúng ta. Chúng ta muốn đi cái điểm nào trong này thì chúng ta cứ đi. Đây là sơ đồ của vườn hoa thành phố Đà Lạt, bên tay trái của cái cổng hoa và ở gần sát cái quầy bán vé. Đây là sơ đồ của nó. Các bạn nên tham khảo cái sơ đồ trước khi các bạn đi tới đi mua vé và để bước vào vườn hoa để chúng ta tham quan. Đây, trước mặt các bạn là sơ đồ. Khuyên các bạn là trước khi vào vườn hoa nên xem cái sơ đồ trước. Đó, dưới sơ đồ cũng người ta trồng rất là nhiều hoa.
Đây là những cái hoa người ta trang trí nơi cái cổng chào. Đây là phòng bán vé. Chúng ta thấy phòng bán vé hôm nay thì có được khách phòng bán vé vào tham quan vườn hoa. Trước mặt chúng người ta có ghi nội dung nội quy và cái giá của vé. Vé của người lớn là 100.000 và trẻ em là 50.000. Trẻ em tức là dưới 1m2 là trẻ em là 50.000. Nếu trên 1m2 thì vẫn mua vé của người lớn. Chúng ta hãy nhìn này, cái nồi quy để người ta bán vé đây. Rồi bên cạnh cái quầy bán vé bên tay trái cũng có rất nhiều kiểu cảnh. Người ta làm những cái con này con kia và trên đó người ta cũng trang trí rất là nhiều loài hoa khác nhau. Chúng ta có thể đứng ngoài chúng ta chụp hình với những cái con vật này hay là những cái tiểu cảnh này cũng được. Chúng ta nhìn thấy không? Rất là đẹp, rất hoa lúc nào cũng nở. Vườn hoa thì hoa lúc nào cũng nở. Xung quanh cái vườn hoa thì chúng ta thấy là bên ngoài khuôn viên của vườn hoa người ta cũng trang trí rất là nhiều loài hoa. Và chúng ta nếu chúng ta không muốn vào trong rõ chúng ta tham quan thì chúng ta chỉ cần đứng ở ngoài chúng ta chụp hình cũng được. Đây có những cái tiểu cảnh rất đẹp. Và sát với chỗ cái tiểu cảnh mà hoa giấy màu đỏ đó là một cái cổng để đi vào khu ẩm thực Đà Lạt, khu chợ đêm mới của Đà Lạt. Đà Lạt có một khu chợ đêm ở phía trong ngay chợ Đà Lạt. Bây giờ thành phố Đà Lạt mở rộng thêm một khu chợ đêm mới là ngay vườn hoa. Đây, chúng ta hãy nhìn đây, đó là cái cổng vào khu chợ đêm. Ở phía bên tay trái của vườn hoa là người ta sẽ bày những gian hàng chợ đêm. Thì nơi chợ đêm này chúng ta cũng khi chúng ta ở đây tham quan thì là chúng ta ăn uống. Là chợ đêm này là chợ khu ẩm thực của Đà Lạt đó. Chúng ta trước mặt chúng ta là cái cổng đi vào khu chợ đêm. Cái cổng này thì khu chợ đêm này thì mới hình thành đấy thôi, để giảm tải bớt cái lượng khách du lịch vào trong cái chợ đêm trong phía trong chợ Đà Lạt. Nên bây giờ người ta thành lập thêm một cái khu chợ mới ở ngay vườn hoa thành phố Đà Lạt. Là khu chợ đêm, khu này, khu ẩm thực này có thể bán rất là nhiều loại khác nhau, rất nhiều cái cây thức ăn, đồ uống khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy nhìn qua xung quanh cái chợ, cái vườn hoa. Thì trước mặt cái vườn hoa vẫn là cái hồ Xuân Hương. Đây là một cái tiểu cảnh của sát cái khu chợ đêm, rất là đẹp, hoa rất là đẹp. Chúng ta có thể tới đây chụp hình, quay phim, không ai cấm, rất thoải mái. Nếu chúng ta đứng bên ngoài chúng ta có thể chụp hình quay phim được. Đây là hoa giấy cũng rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn xem. Hy vọng rằng các bạn khi lên Đà Lạt nên ghé vườn hoa để tham quan hoa của Đà Lạt, để biết rằng là Đà Lạt là thành phố hoa, là đúng với tên gọi của nó, quanh năm đều có hoa nở. Hy vọng rằng các bạn sẽ không thất vọng khi đến vườn hoa này. Giá vé vào cổng thì cũng rất là rẻ, có 100.000 của người lớn thôi, còn 50.000 của trẻ em. Sau khi chúng ta tham quan vườn hoa thì chúng ta có thể tham quan một điểm khác của thành phố Đà Lạt, đó là quảng trường Đà Lạt. Bây giờ chúng ta tạm ngưng video clip tại đây, rồi tôi sẽ giới thiệu thêm cái quảng trường của thành phố Đà Lạt cho các bạn. Chúng ta chạy ra ngoài vườn hoa là ngay chỗ hồ Xuân Hương, xung quanh hồ Xuân Hương. Chỉ cần chạy xung quanh hồ Xuân Hương là trung tâm của thành phố Đà Lạt, chúng ta cũng có thể có 3-4 điểm tham quan rất là đẹp. Và khi không khí của Đà Lạt rất là mát lạnh, nên hy vọng rằng khi các bạn lên Đà Lạt các bạn sẽ không thất vọng về cái cảnh trí của Đà Lạt và khí hậu của Đà Lạt. Khí hậu Đà Lạt thì luôn luôn trong lành, và con người Đà Lạt thì lúc nào cũng hiền hòa, mến khách. Trừ những trường hợp những dân nhập cư mới vào đây thì họ có thể là họ buôn bán xô bồ chụp giật, nhưng mà nếu có người gốc của Đà Lạt thì luôn luôn hiền hòa, mến khách và thanh lịch. Nên các bạn, nếu các bạn tham quan Đà Lạt các bạn sẽ thấy có rất là nhiều dân Đà Lạt gốc ở đây, thì họ sẽ đối xử với các bạn rất là tốt, nhưng mà bây giờ cũng rất là văn minh rồi. Nên hy vọng rằng là thành phố Đà Lạt đã một thời gian đã chấn chỉnh lại, không còn cái tệ nạn của treo kéo du khách
hay là chặt chém nữa. Tức là những cái cửa hàng bạn hiểu nào đều cũng phải có một cái giá cả nhất định. Đó. Hy vọng rằng các bạn khi tham quan Đà Lạt, đi chơi, nghỉ dưỡng. Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng mà, các bạn nghỉ dưỡng thì các bạn nên tham quan vườn hoa thành phố Đà Lạt, chụp những tấm ảnh đẹp để về giữ lại một chút kỷ niệm nào đó cho mình trong những cái chuyến đi. Các bạn có thể dẫn người yêu đi đến tham quan Đà Lạt, đừng có nghe người ta đồn đoán là khi đi chơi với người yêu lên Đà Lạt là về là chia tay, không bỏ đâu. Lên Đà Lạt người ta sẽ cảm nhận được cái không khí lạnh và người ta sẽ yêu nhau hơn. Hy vọng các bạn sẽ ghé Đà Lạt tham quan cho biết đó, trước khi vào vườn hoa đó, các bạn trước mặt các bạn là cái sơ đồ hướng dẫn ở trong vườn hoa và đây là quầy bán vé.